Damihi animas cetera pole. Xin cho tôi các linh hồn, mọi sự khác xin cứ lấy đi. Xin chào quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ đến với chuyên mục điểm tin của kênh truyền thông Salesian Don Bosco với các tin sau. Giáo họ làng Blue thuộc cộng thể Player Ngoncop khai mạc sinh hoạt hè 2023. Nguyễn Xá Don Bosco mỹ thuật khai mạc khóa huấn luyện bóng đá hè 2023. Họp mặt bồi dưỡng giáo viên Salesian, nối kết nhịp cầu yêu thương sẻ chia sứ mạng giáo dục Don Bosco. Họp mặt Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Salesian 2023. Don Bosco miền Bắc, ngày họp mặt lễ sinh và nhóm tìm hiểu ơn gọi 2023. Ngày lễ phụ tỉnh miền Bắc. Giáo họ làng Blue thuộc cộng thể Player Ngoncop khai mạc sinh hoạt hè 2023. Giáo họ làng Blue thuộc huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, do các tu sĩ Salesian Don Bosco thuộc cộng thể Player Ngoncop chịu trách nhiệm chăm sóc mục vụ. Vào sáng ngày 17 tháng 6 năm 2023 vừa qua, giáo họ làng Blue đã chính thức khai mạc chương trình sinh hoạt hè 2023 với chủ đề Anna Chư Sang, nghĩa là con của núi rừng. Chương trình sinh hoạt hè kéo dài cho đến hết tháng 7 với mong muốn tạo sân chơi, bồi dưỡng kiến thức từ lớp 1 đến lớp 6 và khơi dậy tinh thần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống cho các bạn học sinh Gia Rai. Ngay sau khi chương trình được khai mạc là những trò chơi vận động hấp dẫn, vui nhộn do chính các cô giáo thiết kế và tổ chức cho các bạn nhỏ. Điều đặc biệt là những bài học về nhân bản, về giá trị sống cũng được áp dụng trong các trò chơi. Được biết, các tu sĩ Salesian Don Bosco thuộc cộng thể Player Ngoncop hiện nay đang phục vụ trong 3 giáo xứ và 11 giáo điểm trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. 3 giáo xứ là Player Ngoncop, Leia Ba và Đồng Tâm. 11 giáo điểm là làng Blue, làng Sung, làng Krai, làng Zit, làng Nơ, làng Tròn Đen, làng Gà, làng Ngon Lê, Búc Đen, Thành Giáo và Yanan. Nguyện Xá Don Bosco mỹ thuật khai mạc khóa huấn luyện bóng đá hè 2023. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe và kỹ năng chơi bóng đá cho các bạn nam từ 8 tuổi đến 17 tuổi, cha Agustino Nguyễn Khánh Hưng SDB đặc trách Nguyện Xá Don Bosco mỹ thuật cùng với quý cha, quý thầy trong cộng thể đã tổ chức khóa huấn luyện bóng đá hè 2023 tại Nguyện Xá cộng thể. Khóa huấn luyện bóng đá được tổ chức từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, từ lúc 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 mỗi ngày trong tuần. Khóa huấn luyện do huấn luyện viên Dương Thu thuộc Liên đoàn bóng đá tỉnh Vĩnh Long về sáng dạy. Sinh hoạt hè 2023 tại Don Bosco mỹ thuật được tổ chức từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023. Năm nay, số lượng các bạn trẻ đến đăng ký tham gia có khoảng 60 em. Tất cả các em đều là người địa phương đang sinh hoạt và học tập tại trường Don Bosco mỹ thuật, không phân biệt tôn giáo. Đối với lớp học thể thao, các em không chỉ được bổ sung kiến thức về bóng đá và kỹ năng chơi bóng đá, điều quan trọng hơn giúp cho các em thấy được tầm quan trọng của lợi ích trong thể thao. Có như thế các em mới cải thiện hơn trong việc chơi như thế nào cho đúng và chuyên nghiệp. Ngoài việc giúp các em nhận ra các giá trị của thể thao, ban huấn luyện viên cũng hướng dẫn những kiến thức căn bản trong khi chơi bóng. Ngoài ra, các em còn được học về các kỹ năng phán đoán, sức bền, chiến thuật, va chạm và tự bảo vệ, luật bóng đá, kỹ năng trọng tài. Những bỡ ngỡ, bất ngờ và niềm vui đã thể hiện trên từng gương mặt của các em trong ngày đầu tiên của lớp học. Ai cũng hào hứng tham gia một cách nhiệt tình. Có những lúc thời tiết không thuận lợi nhưng các em vẫn hy sinh đến để tập luyện. Cầu chúc cho các em luôn đạt được nhiều kết quả tốt trong dịp hè và trong khóa huấn luyện thể thao này. Họp mặt, bồi dưỡng giáo viên Salesian, nối kết nhịp cầu yêu thương, sẻ chia sứ mạng giáo dục Don Bosco. Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 năm 2023 vừa qua, tại trường Trung cấp Kỹ thuật Don Bosco Phước Lộc đã diễn ra ngày họp mặt, bồi dưỡng giáo viên 2023 với chủ đề Hãy làm men trong thế giới hôm nay. Ngày họp mặt đã quy tụ hơn 100 giáo viên, nhân viên, quý cha, quý thầy, quý sơ đến từ các trường nghề và trường phổ cập Salesian, Tam Hải, Xuân Hiệp, Ba Thôn, Vĩnh Hiệp, Pháp Vân, Đà Lạt, trường trung cấp nghề Tân Tiến, trường trung cấp kỹ thuật Mỹ Thuận Vĩnh Long và cả đơn vị chủ nhà là trường Phước Lộc. Trong ngày đầu tiên, chương trình được bắt đầu với phần chào đón, giới thiệu các thành phần tham dự gồm cha giám tỉnh Bạc Na Ba Lê An Phong, cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh đặc trách giới trẻ, cha Du Xe Đỗ Đức Dũng đặc trách đào luyện, các cha giám đốc, quý cha,
quý thầy, quý sơ và quý giáo viên, nhân viên của các trường. Tiếp đến là đôi lời khai mạc của cha giám tỉnh Bạc Na Ba Lê An Phong nói lên ý nghĩa của ngày họp mặt. Sau đôi lời khai mạc của cha giám tỉnh là lần lượt các đề tài chia sẻ của các thuyết trình viên. Đề tài thứ nhất, chia sẻ sứ mệnh với người đời do Linh Mục Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh. Đề tài thứ hai, hành vi lệch chuẩn nơi thanh thiếu niên do sư huynh Simon Nguyễn Tấn Sĩ. Đề tài thứ ba, những đường hướng giải quyết các vi phạm tình dục trong môi trường Salesian do Linh Mục Giuse Đỗ Đức Dũng. Sau đề tài này, mỗi giáo viên nhận được một món quà nhỏ từ cha giám tỉnh như là sự động viên khích lệ các nhà giáo dục Salesian tiếp tục với sứ mệnh trồng người của mình để cho người trẻ được lớn lên, trưởng thành, sống hạnh phúc và được hưởng trọn sự yêu thương của một nhà giáo dục Salesian đúng nghĩa như Don Bosco mong muốn. Sau những giờ giải lao và cập nhật với nhiều kiến thức, chương trình được tiếp tục với tiệc huynh đệ, vui chơi giao lưu văn nghệ giữa các trường với nhau. Từ những lời ca tiếng hát, những nhịp cầu yêu thương được nối kết lại gần nhau hơn, trở nên thân thiện, hòa đồng trong cùng một gia đình, cùng chung chia sứ mệnh lo cho những người trẻ, cách riêng là những người trẻ nghèo khổ hơn. Sáng ngày hôm sau được khởi đầu bằng thánh lễ ngày Chúa Nhật do cha giám tỉnh chủ tế. Sau đó, mọi người cùng nhau dùng điểm tâm tại hội trường của cộng thể với bầu khí thân thiện, ấm cúng và thấm đượm tình gia đình. Trong buổi ăn sáng, một giáo viên đại diện cảm ơn cha giám tỉnh, cha Phêrô Quang Minh, cha giám đốc và thầy quản lý cộng thể Phước Lộc về những chuẩn bị, những sắp xếp chu đáo để có những ngày họp mặt hôm nay. Sau đó, lúc 7:30, mọi người lên đường khởi hành đến Long Cung Resort để cùng nhau trải nghiệm một ngày bên sóng biển, cùng chung chia niềm vui huynh đệ, tình gia đình qua các trò chơi vận động vui nhộn, hài hước và vui tươi. Sau những giây phút thư giãn, vui chơi và tắm biển cùng nhau, mọi người cùng tham gia bữa tiệc buffet hải sản tại bãi biển. Cuối cùng, một lần nữa mọi người cùng nhau nói lên lời tri ân đến cha giám tỉnh, cha đặc trách mục vụ giới trẻ, các cha trong tiểu ban, cha giám đốc cộng thể Don Bosco Phước Lộc và sự hiện diện của mọi người để cùng nhau góp chung cho những ngày họp mặt vừa qua. Mọi người cùng chia tay nhau lên đường trở về với cộng thể và nơi mình làm việc với niềm vui tràn ngập, lòng hăng say nhiệt thành để tiếp tục hành trình trong tương lai. Chắp cánh ước mơ cho những tâm hồn trẻ thơ bước vào đời với sự tự tin để trở thành những người Kitô hữu tốt và công dân lương thiện trong xã hội đương đại hôm nay. Họp mặt Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Salesian 2023. Với mục tiêu tạo cơ hội gặp gỡ giữa các hội đồng mục vụ tại các giáo xứ Salesian và học hỏi về tinh thần Salesian qua việc triển khai Hoa Thiêng 2023, vào sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 6, tại giáo xứ Don Bosco Ba Thôn, Ban Mục vụ Giới Trẻ Salesian đã tổ chức ngày họp mặt Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Salesian với chủ đề Như men trong gia đình nhân loại hôm nay. Tham dự ngày họp mặt có 12 giáo xứ Don Bosco Salesian, gồm giáo xứ Đức Huy và giáo xứ Tân Cang thuộc Đồng Nai, giáo xứ Tân Định thuộc Bình Dương, giáo xứ Tắc Vân thuộc Cà Mau, giáo xứ Xuân Hiệp và giáo xứ Tam Hải thuộc thành phố Thủ Đức, giáo xứ Bình Chánh, giáo xứ Tân Thịnh, giáo xứ Hóc Môn, giáo xứ Cần Giờ, giáo xứ Bến Cát và giáo xứ Ba Thôn thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Sau phần đón tiếp, buổi họp được khởi đầu bằng thánh lễ đồng tế mừng kính thánh Gioan Tẩy Giả do cha giám tỉnh Bạc Na Ba Lê An Phong chủ sự. Ngay sau thánh lễ, buổi thuyết trình và thảo luận về đề tài ơn gọi và linh đạo tông đồ giáo dân nơi các giáo xứ Salesian do cha Giuse Nguyễn Xuân Quang, ủy viên ban mục vụ giới trẻ tỉnh dòng chủ trì. Sau buổi thuyết trình, các thành viên dự họp đã cùng nhau dùng bữa cơm huynh đệ với phần góp vui văn nghệ của Hội đồng Mục vụ các giáo xứ và của các bạn trong lưu xá sinh viên của Don Bosco Bến Cát với sự dẫn dắt sinh động của cha đặc trách lưu xá Martino Trần Thất Bảo. Buổi chiều, cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh, cố vấn tỉnh, đặc trách mục vụ giới trẻ, chủ trì buổi thuyết trình và thảo luận về đề tài Cộng đoàn giáo dục mục vụ và việc chia sẻ sứ mệnh với người đời trong các giáo xứ Salesian. Sau buổi họp, cha Bạc Na Ba Lê An Phong và cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh tặng quà cho các thành viên tham dự. Lúc 16 giờ, các thành viên lưu luyến chia tay nhau và hẹn sang năm sẽ gặp lại. Don Bosco miền Bắc, ngày họp mặt lễ sinh và nhóm tìm hiểu ơn gọi 2023. Ngày 20 tháng 6 năm 2023 vừa qua, Ban Mục vụ Giới Trẻ Phụ tỉnh Don Bosco miền Bắc
phối hợp với Cộng thể Đông Bosco Vạn Phúc đã tổ chức ngày họp mặt lễ sinh và ơn gọi năm 2023 lần đầu tiên tại Cộng thể Đông Bosco Vạn Phúc. Mục đích của ngày họp mặt nhằm tạo cơ hội cho các em lễ sinh và ơn gọi gặp gỡ, giao lưu và học hỏi về phục vụ, về Thánh Trẻ Đa Minh Savio, để các em sấn thân phục vụ nhiệt tình trong vai trò là người Kitô hữu và là người lễ sinh phục vụ bàn thờ. Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá ơn gọi Thánh Hiến Salesian với hy vọng ngày càng có nhiều bạn trẻ tiếp nối sứ mệnh Salesian mà Chúa đã trao phó. Ngày họp mặt năm nay có 9 đơn vị giáo xứ tham dự, với tổng số gần 200 em đăng ký thuộc các cộng đoàn Đông Bosco đang hiện diện và làm việc. Đồng hành với các em lễ sinh có sự hiện diện của cha Gioan Bautista Trần Văn Hào, bề trên phụ tỉnh Đông Bosco miền Bắc, cha Thomas Aquino Trần Quốc Tuấn, nguyên bề trên phụ tỉnh và giám đốc Cộng thể Vạn Phúc, cha Martino Mai Quyết Thắng, trưởng ban mục vụ giới trẻ phụ tỉnh miền Bắc, cha Đa Minh Phạm Văn Chỉ, trưởng ban ơn gọi miền Bắc, quý cha, quý thầy Salesian và các bạn trẻ giáo lý viên vinh trưởng của giáo xứ Vạn Phúc. Chương trình chào đón và sinh động ngày họp mặt bắt đầu lúc 7 giờ với phần chào đón các nhóm đã đến với cộng thể, cũng như hướng dẫn các nhóm gửi đồ, tham quan và chuẩn bị các phận vụ trong thánh lễ. Đúng 8 giờ, thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Đa Minh Savio được cử hành tại nhà thờ giáo xứ Đông Bosco Vạn Phúc. Chủ tế thánh lễ là cha bề trên phụ tỉnh Gioan Bautista. Đồng tế với ngài có quý cha Salesian và cùng tham dự thánh lễ còn có quý thầy Salesian và gần 200 em lễ sinh và ơn gọi, cả nam và nữ. Tiếp đến là phần khai mạc ngày hội với bài ca chủ đề Vui Bước Đời Chứng Nhân do các bạn vinh trưởng và giáo lý viên trình diễn. Sau bài ca chủ đề, cha bề trên phụ tỉnh đã nói đôi lời tâm tình. Đúng 9 giờ 15, phần thi đua vận động được diễn ra với nhiều trò chơi vui nhộn và hào hứng, mang nhiều bài học ý nghĩa về tinh thần dấn bước, đồng đội. Giữa các nội dung thi đua là các tiết mục sinh động của các bạn vinh trưởng sau ly viên và các em lễ sinh. Lúc 11 giờ 30, cha du xe Hồ Chính đã thánh hóa bữa ăn trưa. Trong giờ cơm trưa là phần giao lưu, trao đổi, làm quen giữa các đơn vị tham gia. Lồng ghép vào đó là các tiết mục nhảy sinh động tự phát của các nhóm mang lại nhiều niềm vui và phấn khởi. Sau giờ cơm trưa, các nhóm được thể hiện tài năng của mình qua các tiết mục nhảy múa, ca hát và thổi tiêu sáo. Tuy nhiệt độ ngoài trời nắng và nóng, nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần của các em đã làm cho bầu khí luôn sôi động và hấp dẫn. Sau đó vào lúc 13 giờ 30 là phần quảng bá ơn gọi do cha Đa Minh Phạm Văn Chỉ phụ trách. Cha đã truyền tải và mang lại nhiều cảm hứng về linh đạo Salesian cho các bạn trẻ tham dự. Tiếp đến, cha Martino Mai Quyết Thắng chia sẻ về đề tài Lễ sinh trở nên men, muối và ánh sáng bằng việc phục vụ bàn thánh. Cha đã sinh động và hướng dẫn rất chi tiết về các tác phong cần có của một người lễ sinh. Vào lúc 14 giờ 30, phần thi rung chuông vàng được diễn ra trong bầu khí sôi nổi và hào hứng của tất cả các đơn vị. Nội dung trong chương trình củng cố lại nhiều kiến thức cho các bạn lễ sinh về việc phục vụ bàn thánh. Cuối cùng là phần tổng kết và trao thưởng. Sau khi các thầy công bố và trao thưởng, một em đại diện cho các bạn tham dự đã nói lên tâm tình biết ơn đến quý bề trên, quý cha và quý thầy đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các em có một ngày họp mặt đầy ý nghĩa. Ngày họp mặt khép lại với lời huấn từ của cha bề trên phụ tỉnh Gioan Bautista. Ngài mời gọi các em hãy như là men để lan tỏa cho mọi người xung quanh bằng việc chu toàn các bổn phận trong vui vẻ và gớm ghét tội lỗi để sống trong sạch. Ngày họp mặt lễ sinh đã kết thúc lúc 16 giờ 30. Các em chia tay nhau và ra về. Hy vọng ngày họp mặt lễ sinh và ơn gọi năm nay đem lại cho các em nhiều giá trị, đặc biệt giúp các em mỗi ngày tốt hơn trong đời sống và hăng say hơn trong việc phục vụ bàn thánh. Ngày lễ phụ tỉnh miền Bắc. Vào lúc 10 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2023, tại nhà thờ giáo xứ Vạn Phúc, cha bề trên Gioan Bautista Trần Văn Hào đã cử hành ngày lễ phụ tỉnh miền Bắc lần đầu tiên kể từ khi phụ tỉnh chính thức được thành lập cho đến nay. Thánh lễ này là lời tri ân sâu sắc mà phụ tỉnh muốn dâng lên Đông Bosco, cha bề trên cả, cha giám tỉnh và cha bề trên phụ tỉnh. Về dự lễ phụ tỉnh có sự hiện diện của cha bề trên phụ tỉnh, quý cha giám đốc, trưởng cộng đoàn, quý cha, quý sư huynh và quý thầy đang phục vụ trên địa bàn miền Bắc. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của quý thầy triết sinh đang tông đồ hè, quý hội đồng mục vụ giáo xứ Vạn Phúc và quý khách mời.
Đáp lời mời gọi của cha chủ tế, thánh lễ đã diễn ra cách trang nghiêm và sốt sắng trong tinh thần gia đình. Tất cả cùng hiệp lòng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn chân thành vì muôn ơn lành mà Ngài đã thương ban. Hiệp thông trong thánh lễ này, phụ tỉnh cũng dâng lời cầu nguyện cách đặc biệt cho cha bề trên phụ tỉnh và cha Gioan Bautista Dương Hoài Đức nhân ngày bổn mạng. Chúc mừng cha Paolo Đinh Văn Đông nhân dịp kỷ niệm 25 năm thụ phong linh mục. Chúc mừng cha Giuse Trần Trường Thọ và cha Giuse Nguyễn Bình Trọng nhân dịp kỷ niệm 25 năm khấn dòng. Chúc mừng hai tân linh mục được gửi tới làm việc ở phụ tỉnh là cha Giuse Hồ Chính và cha Anton Ngô Mạnh Lâm. Sau thánh lễ, tất cả mọi người tham dự cùng chụp hình lưu niệm và chia sẻ bữa cơm gia đình trong hội trường tại giáo xứ Vạn Phúc. Thiết nghĩ đây là một hoạt động rất giàu ý nghĩa và đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp cho quý cha, quý thầy Salesian đang sống và làm việc tại miền Bắc. Ngày lễ đã giúp các ngài nâng cao tinh thần hiệp thông, thêm lòng gắn bó và khích lệ nhau chu toàn các sứ vụ đặc thù mà anh em đang đảm nhận. Ước mong ngày lễ phụ tỉnh Đông Bosco miền Bắc sẽ tiếp tục được duy trì trong những năm kế tiếp để góp phần xây dựng phụ tỉnh ngày một thăng tiến hơn về mọi mặt. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các thông tin trên website của tỉnh dòng Salesian Đông Bosco Việt Nam sdb.vn hoặc website của vùng Đông Á Châu Đại Dương bosco.link hoặc website thông tin của tu hội Salesian infoans.org. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương mục điểm tin của kênh truyền thông Salesian tuần sau.